Con! Hello mọi người, thì như các bạn đã xem ở trên màn hình thôi, đây là một cái màn chấn thương mới đây của Larry Will. Larry Will thì chắc là rất là nhiều bạn xem thể hình hay xem bodybuilding ở Việt Nam rất là thích, là tại vì anh chàng này thì là một cái người rất là khỏe, powerlifting rất là đỉnh và là một cái thần tượng mà mang cái môn powerlifting này đến với công chúng gần hơn và đến với những cái bạn trẻ gần hơn, đặc biệt là những cái bạn trẻ, là tại vì Larry Will thì ngoài chuyện là một người rất rất là khỏe, siêu siêu khỏe, thì còn có một cái thể hình theo cái hướng là bodybuilder rất là xịn nữa. Anh này luôn gọi là biết cách để kết hợp giữa hai môn với nhau, và Larry Will thì bao giờ cũng giữ một cái thân hình rất là rip, rất là sóng múi. Và Larry Will thì cũng rất là kiểu là cởi mà open, chia sẻ là mình dùng đồ này đồ kia, chặng đường của mình ấy. Xem xong thì Vincent cũng thấy rất là nguy hiểm, và thực sự thì ở trên cái gọi là Instagram page của Larry Will thì Larry Will cũng có đăng mấy tấm hình ABCD này kia, nhìn nó cũng rất là kinh khủng ấy. Rồi cái đây là một tấm hình mà anh ta thì cũng rất là vui, là tại vì sau khi chấn thương mà phần đầu gối hay phần quad như vậy ấy, thì cái việc ngồi toilet thì nó cũng rất là khó khăn, và đây cũng là một chia sẻ rất là vui. Tuy nhiên thì Larry Will có một cái phần mà mình thấy rất là choáng, là tại vì anh này có một cái pain tolerance rất rất là siêu đẳng ấy, tức là đau như vậy ấy, nhưng mà vẫn kiểu như các bạn thấy đây, vẫn đứng lên bình thản này kia. Xem lại thì mình thấy là anh này có chia sẻ là rất là may mắn là chỉ rách cơ thôi. Strong man, will I make a return to strong man? I will at some point in the future, but with the injury, I need to take my time. I'm in no rush to get under the barbell or get under an Atlas stone and tear another bicep or re-injure this quad. Như các bạn có thấy cái phần dịch Google nó hơi lộn xộn, tuy nhiên thì Larry Will sẽ tập trung vào chuyện là quảng bá cho cái môn vật tay trong sự kiện sắp tới mà anh ta tham dự, và anh ta vẫn giữ một cái thân hình bodybuilding, một thân hình mà rất là đẹp, rất là khác so với những người powerlifting mà không quan tâm nhiều hình thể. Thì Larry Will là tạo ra cái tên tuổi của mình là vừa rất là khỏe và cũng rất là đẹp theo cái hướng là hình thể, theo hướng cơ bắp. Đây là những cái điểm mà tạo lên tên tuổi của Larry Will thôi, thì anh ta sẽ tập trung vào những cái việc đó. Còn cái việc mà strongman hay powerlifting thì Larry Will là phải ngừng lại, và mình chắc chắn sẽ ngừng rất là lâu ấy, theo cái dự đoán của Vincent thì sẽ ngừng rất là lâu. Và đó là lý do tại sao mình sẽ làm cái video ngày hôm nay, để giúp các bạn có được những kiến thức về mặt huấn luyện, để giúp các bạn là hạn chế chấn thương hay là tránh chấn thương. Thì cái môn này Vincent cũng đã đề cập rất là nhiều rồi, đi kèm với lợi ích thì nó bao gồm kể cả là cái phần là bạn phải nguy cơ, bạn gặp chấn thương rất là cao rồi, những cái bạn phải hy sinh rất là nhiều, thì những cái kiến thức coaching như vậy nó sẽ giúp cho các bạn là tránh chấn thương. Và chắc chắn rồi, để khỏe để đẹp được ấy, thì các bạn phải gọi là tránh chấn thương trước đã. Thì điều đầu tiên các bạn cần phải lưu ý, cái này thì Vincent đã nói trong một video rồi, mình phải bỏ qua cái big ego của bản thân, cái tôi cá nhân của bản thân, phải hiểu được cái level, cái mục đích chính của các bạn. Nếu các bạn tập để hypertrophy, để có hình thể đẹp, thì các bạn không nhất thiết phải tập nặng và phải PR cái sức mạnh của mình ở trong phòng gym để lấy le với ai đó cả. Nếu bạn là một cái idol như Larry Will, có cả một ekip và có rất là nhiều những cái thứ để người ta phải làm cái chuyện PR như thế, thì người ta mới làm PR. Còn cái gọi là tỷ lệ giữa lợi ích mà bạn đạt được rồi những thứ nguy cơ bạn gặp phải, thì bạn phải để ý những cái đó, và bạn phải lắng nghe cơ thể của mình. Tức là bạn không nên tập theo những cái câu hô hào như no pain no gain, hay là one more, hay là thậm chí là train to failure, là những cái câu mang tính hô hào để thúc đẩy tinh thần bạn thôi. Nhưng bạn tập luyện phòng gym, ngoài cái chuyện là bạn có một cái đầu nóng, thì bạn phải có một trái tim lạnh nữa để bạn lắng nghe bản thân. Khi mà bạn thấy gọi là đau chẳng hạn ấy, thì bạn phải gọi là dừng cái bài tập đó, hay là bạn phải ít ra bạn phải kiểm tra xem là bạn có thực sự ổn hay không. Và rất là nhiều bạn thì bạn tập luyện ấy là bạn cứ thấy đau đau hay cứ thấy nó có một cái gì đó không ổn, nhưng mà bạn vẫn tiếp tục, vì cái tinh thần của bạn là bạn cứ muốn tập để chinh phục mức tạ, là bạn tiếp tục bạn tập gọi là thẳng lên cái mức tạ lớn hơn chẳng hạn ấy, thì cái đó là cái không nên. Cái môn tập tạ hay là cái môn tập luyện cơ bắp ở trong phòng gym ấy, nó dựa vào volume, thì volume nó bao gồm là set, rep và load, và mỗi yếu tố như thế nó đều có thể tạo ra sự căng thẳng. Và cái intensity level nó là cái cách bạn thực hiện những cái động tác hay thực hiện những cái rep đó như thế nào, chứ nó không nằm chỉ ở một cái chuyện là cái load, tức là cái mức tạ nặng của bạn. Đây là một cái điều tiên mà các bạn phải lưu ý. Còn một cái điều tiếp theo là một cái điều mà rất quan trọng nhưng mà cũng rất hay bỏ qua, thực sự là nó là rất là đơn giản, rất là dễ biết dễ nghe nhưng là hay bỏ qua nhất, đó là cái warm up. Tức là cái khởi động của bạn, thì mình không muốn biết là các bạn khởi động theo hình thức nào, theo bài tập nào hay theo anh nào, nhưng mà các bạn phải khởi động toàn thân, là tại vì các bạn phải khởi động thật kỹ toàn thân, là tại vì cơ thể của mình ấy
Nó là cả một cái hệ thống từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chứ nó không phải là chỉ có cơ ngực, chỉ có khớp ngực, hay chỉ có cánh tay, hay chỉ có gọi là chân, hay chỉ có phần này phần kia. Tất nhiên là nếu bạn tập máy thì nó sẽ có tính isolate hơn và nó đỡ ảnh hưởng tới những phần khác hơn, nó sẽ tập trung mọi phần cơ bản muốn tập hơn. Tuy nhiên bạn vẫn phải khởi động toàn thân trước buổi tập. Đây là một cái mà Vincent cũng có thể nói là Vincent nói với tất cả những người mà tham dự khóa học Vincent hay những người mà Vincent hướng dẫn ấy, thì đều vào là khởi động toàn thân, khởi động từ trên xuống dưới, là tại vì phần trên phần giữa rồi tất cả các phần ấy, nó là những cái phần mà có thể là một cái lúc nào đó là những cái nhóm cơ yếu hay những cái phần mà nó chưa được khởi động kỹ, chưa được làm nóng kỹ ấy, nó sẽ gây ảnh hưởng mà nó sẽ tạo ra chấn thương, chứ không phải những cái phần cơ lớn mà mình gọi là ngày nào mình cũng chăm sóc nó rồi. Đây là một cái mình cần phải lưu ý. Và nếu mà để chắc chắn thì như Vincent cũng đã trình bày trong rất là nhiều video là mình bao giờ cũng có một cái warm up set cho những cái nhóm cơ lớn mà mình tập luyện, chẳng hạn giống như là mình tập ngực thì cái bài tập ngực ấy, thì ít ra cái bài đầu tiên hoặc là cái bài thứ hai thì mình bao giờ cũng có một cái warm up set. Một cái warm up set rất là đơn giản thôi, bạn đẩy ngực bench press thì bạn vào bạn chọn mức tạ nhẹ nhất hoặc là bạn không chọn tạ, bạn hãy tập kiểm soát nó, bạn tập một số rep khá là lớn đi, khoảng từ 20 đến 25 rep, để bạn gọi là tập cho cái cơ của mình nóng lên, cho cái khớp của mình nó nóng lên, và bạn tìm cách cảm nhận cơ ở những cái warm up set như vậy thì nó rất là tốt. Và thực sự là bạn không nên tập luyện warm up set quá nhiều thì nó cũng dẫn đến cái chuyện là nó sẽ làm cơ của bạn bị fatigue, bị mỏi trước khi mà bạn tập luyện những cái set lớn. Nhưng cái warm up set là một cái mà bạn hoàn toàn có thể tập và thực sự là bạn nên tập. Nếu mà bạn có một cái ngày big lift chẳng hạn, tức là có một ngày mà bạn muốn phấn đấu kỷ lục hay bạn muốn đẩy tạ nặng ở những cái bài rất là nặng chẳng hạn, thì đây là một cái tips mà mình có thể chia sẻ thôi, nó sẽ rất hữu ích cho những bạn mà muốn gọi là tăng trưởng lên, những bạn muốn tăng trưởng ở mức tạ hay là tăng trưởng cái tập luyện của mình lên, thì mình có một warm up set như thế, là cái động tác như thế là dần dần mình sẽ quen thuộc và mình nâng được nó tốt hơn. Đây là một cái mình cũng phải lưu ý. Tất nhiên là bạn không được cái nào bạn cũng warm up ấy thì nó sẽ bị mệt, bạn nên warm up mà cái bài đầu tiên hoặc là thậm chí là cái bài thứ hai nữa, nhưng bạn không nên warm up, tức là cái bài tập nào bạn cũng có một warm up set thì nó sẽ bị phí và nó sẽ làm cái cơ của bạn nó sẽ mỏi hơn, nó sẽ fatigue, nó sẽ tê mỏi trước khi bạn tập ấy, thì nó sẽ không tốt lắm. Nhưng mà mình nên warm up set một set hoặc là hai set gì đó để mình có thể sẵn sàng là đẩy những cái big lift, đẩy những cái bài lớn nhất như bench press, thậm chí là squat, hay thậm chí là những cái bài như là deadlift chẳng hạn, là những cái bài mà mình cần phải có warm up. Và một cái điểm tiếp theo là một cái điểm rất là quan trọng, đó là cái lựa chọn bài tập và cái cách sắp xếp các bài tập với nhau. Thì một cái điều mà rất là nhiều bạn đã xem kênh của Vincent đã biết rồi, tức là Vincent bao giờ cũng nói với các bạn một câu là không có cái bài tập nào gọi là super exercise, hay là không có cái bài tập nào gọi là bài tập bắt buộc, tức là nó không có bài tập nào là hơn bài tập nào, hay nó không có cái bài tập nào mà bắt buộc phải tập cho những cái nhóm cơ này kia. Không nhất thiết là bạn phải bench press nếu bạn tập ngực, là tại vì mỗi người ấy, là cái chiều dài cơ thể, hay là cái chiều dài của các chi, hay là tỷ lệ các chi, hay là độ lệch cơ thể, hay là thậm chí là những cái chấn thương tiềm tàng hay tiềm năng chấn thương, cái lịch sử của bạn có chấn thương ABCD hay không, thì bạn phải tìm hiểu kỹ hơn. Và càng hiểu sâu về động tác thì cái động tác đó mới là cái động tác bạn nên lựa chọn, chứ không phải là bạn thấy cái động tác này gọi là độc đáo quá. Giống như là một vài bạn thì nói là ở Chuck Glass có những cái bài tập độc đáo, hay là anh này anh kia có những cái bài tập độc đáo, là những cái bài tập chưa biết nó có đúng hay không và chưa biết nó có phù hợp với bạn hay không, thì bạn không nên chọn. Và một cái điều quan trọng nữa mình cũng nói thêm là không phải là bạn cứ yếu cái bài nào thì bạn sợ, bạn tập luyện là để cải thiện những cái điểm yếu, thì những cái bài tập mà bạn càng yếu thì bạn cần phải càng tìm hiểu, nhưng bạn tìm hiểu kỹ thì bạn mới nên tập. Đây là một cái Vincent phải nói lại thôi, và một cái tip mà Vincent cũng đã viết trên website để lựa chọn bài tập như thế nào rồi. Các bạn đừng quên bỏ quên cái chuyện là training economy, tức là cái tính kinh tế, tức là bạn chỉ nên tập 1, 2, 3 bài trong cái thời gian đầu, thì bạn càng tập ít bài thì bạn càng có cơ hội là hiểu rõ những cái bài tập đó và vẫn đạt được thành công. Cơ thể chúng ta nó sẽ không có phân biệt là bạn tập 6, 7 bài thì nó sẽ hơn gì được bạn tập 3, 4 bài. Nó chỉ quan trọng là cái set, cái rep, cái load và cái intensity, và bạn có progressive overload hay không, thì bạn cứ lựa chọn gọi là càng ít bài tập, 3 bài tập cũng được, 4 bài tập cũng được. Đó là những con số rất là lý tưởng cho những người mới bắt đầu. Và một cái chú ý nữa là khi bạn tập, đặc biệt là với những cái bạn mới, thì bạn nên tập compound và nên tập free weight, tức là bạn nên tập những cái bài với lại tạ đòn, những cái bài với tạ tay nhiều hơn, những cái bài isolate. Thì thường thường nếu mà bạn tập theo những cái chương trình mà được fix hay là được gọi là hướng dẫn rất là tốt ấy, thì bạn sẽ gọi là tập những cái bài compound, những bài free weight nó chiếm phần lớn, còn những cái bài isolate thì bạn có thể gọi là tập mà nó chiếm chỉ một phần nhỏ thôi. Thì cái tỷ lệ mà thường thường mình sẽ tập gọi là 3 bài
gọi là compound và freeway chẳng hạn, thì mình sẽ tập một bài isolate chẳng hạn, và mình nên tập bài isolate là để tăng cơ, đó là cái đúng, là tại vì rất là nhiều bạn thì tập trung vào isolate để bơm cơ, để tăng đúng cái nhóm cơ đó, tuy nhiên nó cũng sẽ còn ảnh hưởng đến sự phát triển của những nhóm cơ nhỏ hơn, hay là cái phần gọi là phát triển tổng thể, thì bạn phải tập nhiều những cái bài compound, những cái bài freeway là vì vậy, đặc biệt là đối với những cái bạn mới. Còn những cái bạn mà gọi là level cao hơn, intermediate hay là advanced hơn, nhiều năm tập luyện rồi, thì người ta sẽ có thể là điều chỉnh cái chuyện là tập isolate thêm lên. Tuy nhiên cái base của bạn, tức là cái nền tảng tập luyện của bạn, vẫn phải dựa trên những cái bài compound, những cái bài gọi là freeway, là tại vì nó sẽ phát triển rất rất là toàn diện. Các bạn cứ xem những cái vận động viên thể hình mà hàng đầu thế giới như là Jay Cutler, như là Ronnie Coleman, hay là như là những cái idol quái vật này kia, người ta sẽ tập compound và tập freeway rất là nhiều, là tại vì đó là một cái cách rất là tốt để phát triển hình thể một cách gọi là đầy đủ và thực sự là phát triển, kể cả là về mặt sức mạnh nữa, là tại vì sức mạnh nó rất khác so với cái chuyện là hypertrophy. Và khi tập để tăng cái sức mạnh, tăng cái strength lên, thì những cái bài compound hay là những cái bài mà tập freeway nó mới giúp tăng sức mạnh, là tại vì nó liên quan đến xương khớp, liên quan đến cái vận động của cả một cái bộ máy, của cả một cái thân thể, chứ nó không chỉ là một cái cơ bắp nói chung không. Thì đây là những cái tips mà Vincent đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Một cái điều nữa, một cái điều cũng rất là đơn giản nhưng rất hay quên, đó là bạn phải nhớ là cung cấp đầy đủ nước trước và trong tập, là tại vì khi mà bạn tập thì bạn sẽ dễ bị khô này, rồi bạn sẽ đổ mồ hôi, rồi khi mà bạn đổ mồ hôi thì ngoài cái chuyện là mất nước đi thì nó còn mất rất là nhiều các chất điện giải. Thì bạn có thể bổ sung những cái chất điện giải, bổ sung những cái chất mà chất khoáng nhờ những cái loại nước khoáng bạn uống, hay là có những cái cách mà Vincent hay khuyên rất là nhiều người, thì bạn có thể mua muối biển, mua muối Himalaya để bạn gọi là pha vào để bạn uống. Mà tất nhiên rồi, bạn phải pha một cái mức gọi là vừa phải thôi, bạn pha một cái phần rất là nhỏ, 1-2 gram gì đó trong cả một bình nước thôi, để bổ sung đầy đủ trong lúc bạn tập thôi. Thì đây là những cái tips mà nó sẽ giúp cho cả cơ thể của bạn ấy, nó lúc nào nó cũng sung sức, nó cũng đầy đủ, là tại vì các bạn cũng biết rồi, những cái chất điện giải thì nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình co cơ bắp của các bạn. Đây là một cái mà mình phải lưu ý, để các bạn nào gọi là hỏi mình về chuyện là tại sao phải uống nước, hay là phải uống cái này cái kia, ABCD này kia, thì đây là cái cách mà các bạn có thể uống. Tất nhiên là các bạn đừng nên uống quá, là tại vì uống nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, là tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ chế mà thận chúng ta, nó sẽ gọi là hệ thống angiotensin, nó sẽ giúp giữ nước, giữ chất điện giải. Thì bạn uống nhiều quá vô tình là thận nó phải làm việc nhiều hơn, và những cái cơ chế kia thì nó sẽ yếu đi, thì nó cũng không tốt. Nó là một chuyện là bạn phải để ý thôi, và bạn có thể là cầm sẵn cái bình nó và bạn nhấp khi mà bạn thấy khát, hay là bạn nhấp khi mà bạn thấy bạn tập nặng ấy, thì nó sẽ là cái rất là tốt để cung cấp kịp thời cái lượng nước, rồi cái lượng chất điện giải đến, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái performance của bạn ở phòng gym. Thì một điều nữa, là một điều mà rất nhiều bạn hay sai và đa phần các bạn sẽ sai, thì giống như một cái video trước Vincent đã làm ở trên kênh, các bạn nên xem lại là 4 điều cần làm trước khi tập để tăng cơ, tăng sức mạnh tối đa. Thì trong đó nó có một phần mà mình cũng nói luôn ở trong cái video này, là bạn nên kiểm tra xem là cái tiến trình hay cái tiến triển, là tại vì ấy, cái mức tạ ở phòng tập của các bạn ấy, nó được quyết định bởi cái chuyện là bạn có theo dõi hay không, chứ không phải là bạn cứ lơ mơ bạn tới đó rồi bạn cứ tập theo là cái mindset là tại vì mình cứ phải tập no pain no gain, rồi mình cứ phải tập train to failure thì mình mới đạt được kết quả. Nó dẫn tới cái chuyện là bạn rất hay là theo cái gọi là mông lung và theo cái big ego. Thì cái big ego ấy, cái tôi nó cao là tại vì bạn không theo dõi thôi, còn nếu bạn theo dõi, bạn cứ làm đúng, là tại vì mình phải có chương trình là vì vậy, mình phải ghi chép là vì vậy thôi, mình phải ghi chép là tại vì mình biết rằng ấy, cái ngày hôm nay mình đến phòng gym mình cần làm những cái gì, và mình chỉ cần hoàn thành đúng như vậy thôi là mình sẽ đi về được rồi. Và cái chuyện tiến triển là cái quan trọng nhất ở trong tập luyện, chứ không phải là một ngày tập mà mình đẩy được nặng ấy nó sẽ tạo ra cái hiệu quả gì cả. Có thể là lúc đó sẽ được vỗ tay ABCD này kia thôi, còn những cái hậu quả thì mình sẽ nhận lại trong hệ thống của mình thì mình lại không biết. Đây là những cái mà Vincent đã nói rất là nhiều rồi. Còn nếu bạn là như Larry Will đi, bạn muốn kiếm tiền hay là bạn cần những cái PR lead như vậy để kiếm tiền, thì thực sự là người ta cũng chuẩn bị kế hoạch để có những cái màn PR đó rất là lâu trước đó, thì người ta mới có một cái ngày quay như thế và sẵn sàng như thế, chứ không phải là người ta cứ đụng cái người ta tập xong người ta quay lại người ta đăng lên. Các bạn phải hiểu một cái như thế, thì các bạn cũng chỉ cần học theo những cái rất là
cơ bản như vậy thôi, chắc chắn các bạn sẽ tránh được chấn thương rất là nhiều. Ok, còn cái điều cuối cùng thì chắc chắn rồi, bạn phải tập trung 100% tại phòng gym, là cái sự tập trung ấy nó sẽ gọi là giúp bạn kiểm soát được những cái yếu tố về mặt là bạn có lắng nghe cơ thể hay không, về mặt là bạn có xem xét cái tình hình trong phòng gym như thế nào hay không, đặc biệt là cái chuyện là bạn có giữ được cái ghế bạn tập lâu hay không, hay là bạn bị người khác giành mất ghế chẳng hạn. Một cái rất là vui nhưng mà một cái rất là thực tế, thì mong các bạn sẽ có được những cái kiến thức rất là hữu ích từ cái video này và tránh chấn thương, một cái chuyện mà mình gọi là cảm thấy là nó rất là cần thiết đối với các bạn ngoài kia thì mình mới chia sẻ như vậy. Và rất là mong các bạn sẽ gọi là enjoy cái video ngày hôm nay, và đừng quên cho mình sử dụng hộ bằng cách like, share và comment các câu hỏi của bạn, cũng như là tham dự live stream để gọi là giao lưu đặt câu hỏi trực tiếp với Vincent. Thì rất là cảm ơn mọi người, Vincent sẽ sớm trở lại trong những video tiếp theo thôi.